Xin chào tất cả các quý bác sĩ. Chương trình radio dành riêng cho nha sĩ đã quay trở lại và được phát sóng vào 21 giờ thứ năm hàng tuần trên fanpage Radio for Dental. Tôi là Bá Cử. Tôi là Ngọc Tú. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các quý bác sĩ trong những số Radio for Dental. Chuẩn bị cho cuộc điều trị, kiểm soát lây nhiễm. Vì tất cả các nhân viên chăm sóc sức khỏe răng miệng, bao gồm cả những người không trực tiếp tham gia chăm sóc cho bệnh nhân, đều có nguy cơ phơi nhiễm với những vi sinh vật lây nhiễm, chẳng hạn bệnh lý đường hô hấp trên, bệnh lao, viêm gan B, C hay HIV. Thủ thuật kiểm soát lây nhiễm hiệu quả phải được sử dụng để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường làm việc. Những thủ thuật kiểm soát lây nhiễm chéo này không chỉ bảo vệ bệnh nhân và nhóm nha sĩ khỏi nhiễm khuẩn trong khi thực hành những thủ thuật nha khoa, mà còn giảm nhiều vi sinh vật trong môi trường nha khoa ngay tức thì, nhờ vậy giảm thấp nhất có thể mức độ lây nhiễm chéo. Khi dịch HIV tiếp tục lan rộng, người ta cho rằng nó có nguy cơ lây truyền khi hành nghề và những mầm bệnh khác trong chất dịch có thể được giảm tối thiểu bằng cách thực thi các chính sách kiểm soát lây nhiễm được thiết kế đặc biệt để giảm sự phơi nhiễm với máu hoặc những dịch tiết cơ thể khác. Vì HIV dễ bị tiêu diệt bởi nhiệt độ hoặc các chất khử khuẩn hóa học, trong khi virus viêm gan B thì lại có sức đề kháng cao, cùng với hàm lượng virus trong máu cao, nên nó được xem như là một mẫu tiêu chuẩn để đánh giá các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, tránh lây truyền một số lượng lớn các mầm bệnh qua máu và nước bọt. Vì tất cả những bệnh nhân bị nhiễm không phải lúc nào cũng xác định được thông qua việc hỏi bệnh sử thường quy, và nhiều trường hợp không có triệu chứng gì, Hiệp hội Nha khoa Mỹ khuyến nghị rằng mỗi bệnh nhân đều nên được xem là có khả năng lây nhiễm. Điều này có nghĩa chính sách kiểm soát lây nhiễm nghiêm ngặt hoặc các biện pháp phòng ngừa phổ quát phải được áp dụng cho tất cả các bệnh nhân. Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Lao động OSHA của Ban Lao động Hoa Kỳ kết hợp với ADA và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Bệnh tật CDC đã ban hành hướng dẫn chi tiết về kiểm soát những hiểm họa và đảm bảo an toàn trong nha khoa. Vào năm 1992, luật quy định cụ thể về vấn đề phơi nhiễm với những bệnh nhân mắc bệnh lây truyền qua đường máu căn cứ theo tiêu chuẩn OSHA 29 CFR 1910-1930 dành cho những nghề nghiệp phơi nhiễm với những mầm bệnh lây truyền qua máu, chủ yếu được thiết kế để bảo vệ nhân viên, những người tiếp xúc với máu hoặc những vật dụng có nguy cơ nhiễm khuẩn. Tiêu chuẩn này bao gồm sự kết hợp giữa kỹ thuật và cách kiểm soát công việc lâm sàng, cũng như những kiến nghị về sử dụng dụng cụ và quần áo bảo vệ, huấn luyện, dấu hiệu và bảng hiệu, tiêm phòng vaccine viêm gan B. Nó cũng cho phép OSHA tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính với những trường hợp không tuân thủ các quy định đã đặt ra. Năm 1993, ADA, CDC và OSHA ban hành hướng dẫn về kiểm soát lây nhiễm trong thực hành nha khoa. Năm 2003, CDC cập nhật thêm những hướng dẫn này để giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, chuyển bệnh từ bệnh nhân sang nhân viên y tế, từ nhân viên y tế sang bệnh nhân và từ bệnh nhân sang bệnh nhân. Lúc bấy giờ, tài liệu nhấn mạnh việc sử dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn hơn là các biện pháp phòng ngừa phổ thông để tránh phơi nhiễm hoặc lây truyền những mầm bệnh không những từ máu mà còn từ môi trường trong miệng. Những khuyến nghị chính được cập nhật như sau. Thứ nhất, ADA và CDC khuyến nghị rằng tất cả các nhân viên chăm sóc sức khỏe răng miệng có nguy cơ phơi nhiễm với máu hoặc những vật liệu nhiễm khuẩn khác phải được tiêm vaccine phòng ngừa viêm gan B. Tiêu chuẩn OSHA yêu cầu rằng tất cả các chủ sử dụng lao động phải đảm bảo các nhân viên của mình nếu được phân công công việc trong vòng 10 ngày có nguy cơ phơi nhiễm thì phải được thực hiện tiêm phòng viêm gan B với chi phí do chủ phòng khám đảm nhận. Nếu một nhân viên từ chối tiêm phòng vaccine thì phải ký vào biên bản từ chối theo mẫu có sẵn của OSHA. Ngoài ra, theo dõi và đánh giá tất cả các nhân viên về sau nếu như đã từng phơi nhiễm với nguồn bệnh. Thêm vào đó, tất cả các nhân viên chăm sóc răng miệng phải được đào tạo về bệnh lao, phải thực hiện thử nghiệm tuberculin trên da cho tất cả các nhân viên y tế, người đã tiếp xúc với những bệnh nhân nghi ngờ hoặc mắc bệnh có vi khuẩn lao đang hoạt động. Thứ hai, cần thu thập bệnh sử của bệnh nhân một cách đầy đủ và cập nhật vào mỗi cuộc hẹn sau này, bao gồm những câu hỏi liên quan đến viêm gan B, S, những bệnh lý hiện tại,
sụt cân nhanh, giảm bạch cầu và những tổn thương mô mềm trên miệng. Tất cả các bệnh nhân nên được sàng lọc có bị dị ứng với cao su hay không và xem xét việc kính chuyển nếu nghi ngờ có dị ứng. Thứ ba, nhân viên nha khoa phải mặc đồ bảo hộ và sử dụng những kỹ thuật che chắn thích hợp. Tiêu chuẩn yêu cầu chủ sử dụng lao động cần phải đảm bảo rằng tất cả các nhân viên sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân và những thiết bị này được cung cấp miễn phí cho nhân viên. A. Găng tay cao su hoặc nhựa sử dụng một lần, mang khi tiếp xúc với dịch cơ thể hoặc dịch niêm mạc miệng khi chạm vào bề mặt nghi ngờ bị nhiễm bẩn. Chúng không thể rửa để tái sử dụng được. OSHA yêu cầu găng tay phải được thay thế sau mỗi lần tiếp xúc với bệnh nhân khi bị rách hoặc thủng. Nếu găng tay không đảm bảo được tính toàn vẹn, không đủ độ chắc chắn, găng tay đồng nhất không có lớp lót dùng khi làm sạch dụng cụ và bề mặt có thể được khử khuẩn, làm sạch để sử dụng. Găng tay polyethylene có thể được mang phủ bên ngoài găng tay điều trị để tránh nhiễm bẩn các vật dụng, chẳng hạn như ngăn kéo, tay cầm đèn hoặc các biểu đồ. B. Tay, cổ tay và cẳng tay phải được rửa bằng xà phòng hoặc xà phòng chống vi khuẩn và nước khi tay bị dơ hoặc sau khi chạm tay vào vật có khả năng bị nhiễm bẩn. Trước khi và sau khi điều trị cho bệnh nhân, trước khi mang găng tay và ngay sau khi tháo găng, sử dụng chất rửa tay kháng khuẩn trong phẫu thuật trước khi mang găng vô khuẩn để thực hiện các thủ thuật. Tiêu chuẩn yêu cầu rằng bất cứ vùng cơ thể nào tiếp xúc với vật có nguy cơ nhiễm khuẩn, bao gồm nước bọt, phải được rửa sạch ngay lập tức sau khi tiếp xúc. Khuyến nghị nhấn mạnh rằng kem dưỡng tay không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của găng tay, có thể sử dụng để tránh khô da tay liên quan đến quá trình rửa tay. Bồn rửa nên có bàn đạp điện tử bằng khuỷu tay, chân hoặc đầu gối được kiểm soát vô khuẩn và dễ dàng sử dụng. Các chủ phòng khám phải cung cấp những phương tiện rửa tay bao gồm cả dung dịch rửa mắt cho nhân viên. C. Khẩu trang và kính mắt có mặt nạ cứng phủ phía bên hoặc mặt nạ dài đến cằm cần được mang khi có nguy cơ các vật liệu nhiễm khuẩn bị bắn tung tóe hoặc do xịt nước và trong quá trình lau chùi dụng cụ hoặc lau chùi môi trường làm việc. Khẩu trang nên có quai bằng thun hoặc dây vải. Tiêu chuẩn cũng khuyến nghị rằng bệnh nhân nên mang kính bảo vệ mắt. D. Quần áo bảo vệ có thể tái sử dụng hoặc sử dụng một lần, phải được mặc khi da hoặc trang phục có khả năng bị phơi nhiễm với dịch cơ thể và nó nên được thay khi bị nhiễm bẩn hoặc bị thấm dịch. Những yêu cầu của OSHA về trang phục bảo vệ, chẳng hạn áo choàng, tạp dề, áo khoác phòng thí nghiệm và áo choàng dùng trên lâm sàng rất khó giải thích vì loại và đặc điểm của nó tùy thuộc vào công việc và mức độ phơi nhiễm. ADA và CDC khuyến nghị sử dụng đồng phục dài tay. Tuy nhiên, theo OSHA, đồng phục dài chỉ cần khi máu hoặc dịch cơ thể bị bắn tung tóe vào cánh tay hoặc cổ tay. Vì vậy, cũng khá hợp lý nếu mặc trang phục dài tay khi thực hiện thủ thuật nội nha. OSHA yêu cầu rằng trang phục bảo vệ không được mặc bên ngoài khu vực làm việc. Tiêu chuẩn cấm nhân viên mang quần áo có mầm bệnh về nhà để giặt rửa. Nó phải được giặt tại phòng khám hoặc bằng dịch vụ giặt đồ y tế bên ngoài. Quần áo nhiễm bẩn phải được đặt trong túi không thấm nước màu đỏ và có dán nhãn. Mặc dù OSHA không đề cập đến quần áo thông thường, nhưng những quần áo này cũng nên được xử lý như quần áo bảo vệ nếu như bị thấm dịch. E. Trang phục của bệnh nhân nên được bảo vệ khỏi những chất bẩn và vật liệu ăn mòn, chẳng hạn như thorium hypochlorite được che phủ bằng yếm sử dụng một lần. F. Ống hút nước bọt tốc độ cao, giảm đáng kể lượng vi khuẩn trong bình xịt nha khoa và nên được sử dụng tay. F. Ống hút nước bọt tốc độ cao, giảm đáng kể lượng vi khuẩn trong bình xịt nha khoa và nên được dùng khi sử dụng tay khoan nhanh, xịt nước hoặc dụng cụ siêu âm. G. Sử dụng đê cao su như là một vật bảo vệ khi điều trị tủy không phẫu thuật và nếu như không dùng đê cao su thì cuộc điều trị được xem như là có tiêu chuẩn chăm sóc thấp. Chương trình radio đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các quý bác sĩ vào chương trình radio tiếp theo được phát sóng vào thứ năm tuần sau. Radio Fundamental, lắng nghe hơi thở nha khoa toàn thế giới.